Ở một số địa phương có nghề đúc đồng lâu đời như ở Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hưng Yên đều thờ và tôn vinh Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không là ông tổ nghề. Lý Quốc Sư là tên gọi theo quốc tính họ Vua do nhà Lý ban cho ghép với chức danh pháp lý cao nhất của một vị thiền sư, từng là một dược sư, pháp sư, đại sư rồi quốc sư, tên hiệu là Nguyễn Minh Không. Ông là người quê ở Ninh Bình và người dân ở đây thường gọi ông là Đức Thánh Nguyễn. Ông là một vị cao tăng đứng đầu tổ chức Phật giáo của triều đại nhà Lý trong lịch sử, là vị thiền sư sáng lập nên nhiều ngôi chùa nhất ở Việt Nam, được tôn vinh là ông tổ của nghề đúc đồng và cũng là ông tổ của nghề đông y Việt Nam. Vì có nhiều công lớn trong việc chữa bệnh cho vua và nhân dân mà ông cùng với Trần Hưng Đạo là những nhân vật lịch sử có thật, sau này được người Việt tôn sùng là Đức Thánh Nguyễn và Đức Thánh Trần. Ông được hậu thế thờ rất nhiều đền, đình và trong cả chùa theo kiểu tiền Phật hậu thánh. Một số ghi chép xưa xếp ông là vị thánh trong tứ bất tử. Trong truyền thuyết dân gian, Nguyễn Minh Không là một nhân vật huyền thoại, xuất hiện với nhiều tình tiết kỳ bí, thậm chí là hoang đường. Như khi tu thiền đắc đạo có thể đi mây về gió, niệm chú cho chim lạ rơi xuống đất, ngả nón làm thuyền vượt sông, cho cả kho đồng nước tống vào túi đem về đúc tứ đại khí, vớt kim trong vạc dầu chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông. Theo Lĩnh Nam Trích Quái, Nguyễn Minh Không lúc ít tuổi đi du học gặp Từ Đạo Hạnh, học được đạo giáo trải hơn 10 năm. Tương truyền lúc còn đang học đạo, một lần đi dạo chơi ở trong rừng, Từ Đạo Hạnh giả tiếng hổ dọa Nguyễn Minh Không. Ông nói với Từ Đạo Hạnh rằng: "Nếu ngươi muốn vậy, sau này chắc chắn sẽ phải chịu quả báo như thế." Từ Đạo Hạnh hối hận nói rằng: "Xưa kia Đức Thế Tôn quạ tảo Viên Thành còn chịu báo kim xương mã mạch, huống chi đệ sinh thời mạt pháp đâu có thể tránh được. Đời sau sẽ làm quốc chủ và sẽ chịu báo này, huynh với đệ nhân duyên bằng hữu, lúc đó hãy cứu đệ." Sau khi thiền sư Đạo Hạnh hóa, đầu thai là Dương Hoán, được vua Nhân Tông yêu quý, lập làm hoàng thái tử và kế vị ngai vàng, tức vua Lý Thần Tông. Lên ngôi không được bao lâu thì vua Lý Thần Tông bệnh nặng, lông lá mọc khắp cơ thể, gầm thét như hổ suốt ngày. Các danh y tài giỏi khắp cả nước được triệu đến để chữa bệnh cho vua nhưng không thuyên giảm. Tức thì trong dân gian xuất hiện bài đồng dao của trẻ con rằng: "Bắc Nam có Tây Đông, đáy bể có ấn rồng, vua mắc bệnh khó chữa, hãy đón Nguyễn Minh Không." Vua bèn sai sứ đi tìm gặp sư. Khi sư đến, các danh y đạo sĩ các phương đang ở trên điện làm phép, thấy sư mộc mạc giản dị, có người khinh khi không đáp lễ. Sư đến đem theo một cái đinh lớn dài 5 tấc đóng vào cây cột lớn, lên tiếng nói: "Ai có thể dùng tay nhổ được cái đinh này ra trước thì đáng được tôn trọng, sau chữa được bệnh cho vua." Nói thế 3 lần chẳng ai dám làm. Sư lại lấy 2 ngón tay trái cầm nhẹ vào rút cây đinh ra, mọi người đều khiếp phục. Khi gặp vua, sư lớn tiếng nói: "Đấng đại trượng phu, giàu sang bốn bể, há lại làm ra những điều cuồng loạn đấy ư?" Vua thấy run sợ, sư sai lấy một cái vạc dầu lớn nấu sôi, dùng tay quậy lên rồi lấy đủ 100 cái kim châm cứu cho vua, bệnh liền bớt ngay. Sau khi khỏi bệnh, cảm phục tài năng, vua Lý Thần Tông đã phong cho ông là quốc sư, tha thuế dịch cho vài trăm hộ. Vùng đồi núi Gia Sinh Gia Viễn hiện vẫn còn tên làng Sinh Dược, tức là làng thuốc sống, do Lý Quốc Sư dùng cây thuốc ở đây chữa bệnh. Ông đã truyền lại cho dân nhiều bài thuốc hay và sử dụng thuốc nam châm cứu chữa bệnh. Theo truyền thuyết về Khổng Minh Không, tổ nghề đúc đồng và sự tích châu vàng ở Hồ Tây, thì quốc sư Minh Không còn có pháp danh khác là Khổng Lồ, cũng chữa khỏi bệnh cho vua phương Bắc. Khi vua trả ơn hỏi muốn lấy gì, thì ông chỉ xin một ít đồng đen cho vào tay nải, và thế là tất cả kho đồng của vua phương Bắc đều chui vào tay nải của ông trước sự kinh ngạc của triều đình. Ông lại thả nón làm thuyền bơi về nước Nam. Về đến Thăng Long, ông đúc thành chuông, đồng đen là mẹ châu vàng nên khi thỉnh chuông, con châu vàng bên phương Bắc nghe tiếng mẹ, chạy vùng sang đến chỗ là Hồ Tây bây giờ thì dẫm đất thành hố và ẩn luôn ở dưới đó. Do vậy, hồ có tên là Hồ Châu Vàng. Ngày nay khi đến với phủ Tây Hồ, ngay bên cạnh có đền Kim Ngưu là từ tích này mà ra. Nguyễn Minh Không được các làng nghề đúc đồng suy tôn là ông tổ của nghề đúc đồng, mặc dù từ thế kỷ thứ 10, vua Đinh Tiên Hoàng đã cho đúc tiền bằng đồng đầu tiên trong lịch sử, và trước đó người Việt đã biết đúc những chiếc trống đồng cổ. Với vai trò là quốc sư của triều Lý, ông tham gia gây dựng nhiều công trình Phật giáo. Lý Quốc Sư là người đúc tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, đúc đỉnh đồng trên tháp Báo Thiên, góp phần tạo nên An Nam tứ đại khí, những báu vật nổi tiếng của nước Đại Việt thời Lý Trần. Ông là người sưu tầm và phục hưng nghề đúc đồng tinh hoa của văn minh Đông Sơn, văn minh người Việt cổ và trở thành tổ sư của nghề đúc đồng. Đầu năm 1118, Nguyễn Minh Không đến chùa Tống Xá, nay ở xã Yên Xá, huyện Ý Yên, Nam Định, đã đi thăm các cánh đồng ở đây và thấy có một khu đất rộng, có loại đất sét tốt có thể làm khuôn đúc ở đây. Ông bèn hướng dẫn dân làm nghề đúc đồng. Từ đó cánh đồng có hố đào để lấy đất sét được gọi là cánh đồng hố. Từ thời Lê bắc thêm cây cầu nên gọi là cánh đồng cầu hố. Ngày nay ở thôn Tống Xá có đền thờ ông tổ của nghề đúc đồng Việt Nam là Nguyễn Minh Không.